Cửa hàng Đông Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ở 3/35 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng có thể liên hệ qua hai đầu số 0337 019191, 0974 644 973. Hôm nay bên em rất hân hạnh lên sóng giới thiệu cho anh em một lô máy. Và lô này hôm nay em sẽ gọi là lô D. Lô D này thì có 2, 4, 6, 8, 10, 12 con máy D1 đến D12. Bên em sẽ test tiếng nổ trước, sau đó là review chi tiết từng cây cho anh em coi. Nổ từ D1 cho đến D12 và có 4 cây cắt cỏ và trong đó là có 8 máy cưa. Làm đây thì gồm có những cái hệ thì em sẽ lướt qua để cho anh em coi ha. Thì đây là một cặp tay côn hàng của Nhật Tanaka này, BMX 290 này, Ryubi này, một hệ của Eptin này, 010 này. Hệ là Hitachi, hệ này là Makita 3201, hệ này của Thụy Điển là Jonset, và đây là Eptin 180 và đây là Eptin 250. Em này thì lâu mới có ha, đời 2018 lâu mới có con này đó, 250 rất là hiếm. Cắt cỏ thì có mấy bãi nội địa của Trung Quốc, mấy Nhật thì hàng hai hàng này là hàng Echo Kyrit, còn hàng kia là Maru Yama. Rồi thì trước khi vào review tiếng máy thì em sẽ nói cách thức đặt cọc và mua hàng của bên em như sau. Anh em muốn mua hàng của bên em thì vui lòng phải đặt cọc. Anh em đặt cọc thì có hai hình thức, một là thẻ cào điện thoại, hai là chuyển khoản trực tiếp. Hình thức đầu tiên đó là hình thức đặt cọc bằng thẻ cào. Thì nếu anh em đặt bằng thẻ cào điện thoại thì anh em đặt cọc mạng là mạng Viettel, và đặt cọc giá trị của nó là từ 200.000, riêng đối với đơn hàng máy cắt cỏ thì phải 300.000 trở lên thì bên em với ship hàng. Thì anh em cho địa chỉ, số điện thoại rõ ràng ra thì bên em sẽ ship hàng. Và cách đặt cọc thứ hai đó là anh em chuyển khoản. Thì chuyển khoản thì anh em chuyển khoản trước 500.000 thì bên em sẽ hỗ trợ hoàn toàn phí vận chuyển cho anh em, miễn phí ship cho anh em ha. Đó là hình thức như vậy. Và anh em cung cấp địa chỉ, số điện thoại rõ ràng cho bên em là để bên em đóng gói sản phẩm và gửi hàng đi. Và sản phẩm bên em bán thì tất nhiên là sẽ bảo hành cho anh em 12 tháng bao lột nòng. Tất cả sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ đều bảo hành 12 tháng bao lột nòng. Đối với những cái sản phẩm mà bên em mà báo trước là ví dụ như là hàng là chưa dọn linh tinh thì sẽ không có bảo hành, hay là những cái hàng Trung Quốc linh tinh không bảo hành thì là bên em sẽ nói rõ cho anh em nha. Còn những cái hàng nào mà có bảo hành là sẽ rõ ràng là bảo hành 12 tháng. Và phụ kiện được theo kèm máy thì nó 3 món đồ đối với hệ máy cưa như thế này. Thì là gồm rũa, buji và tipper, đó là hàng máy cưa. Còn nếu anh em hàng cắt cỏ thì nó gồm chắn cỏ này, ổ cước, dây đeo, tipper và dao. Là nói chung là được 5 món, còn thằng này được 3 món. 1, 2, 3, 4, 5 món đúng rồi. Máy cắt cỏ thì 5 món, còn này thì 3 món, ok. Rồi bây giờ em sẽ review tiếng nổ chi tiết cho anh em coi về con máy cưa và lô cắt cỏ ha. Bắt tia đầu tiên là D1 ha. Anh cho máy nổ giùm em. Rồi anh ga đi. Rồi tắt đi. Rồi anh giật lại rồi. Ok. Rồi, cây 1, D1 ha. Anh em nghe rõ tiếng nổ ha. Rồi, D2. Ok. Rồi, sang D3. Giặt lại cái này. Đây. Rồi, D4 Hitachi. Ok. Rồi, D5. Ok luôn. Rồi. D6, cẩn thận nó lún xuống rồi. Không, anh cho để kê đây nổ nữa. Nhưng phải đóng e đấy, còn nó phải đóng e đấy.
kéo kéo e ra đi, giật cái thiếu xăng rồi đó. Đẩy vô nó tự động bóp ra mà. Ok rồi, D7 Estin 180. Rồi, đóng e, bóp hết ra đóng e đi. Bóp hết ra đây là đóng e xuống. Rồi, bây giờ này. Thiếu xăng mọi người nha. Rồi, thiếu xăng mình tự động. Rồi, nó nổ đấy đó. Hết lên một tức, hết lên một nước thôi. Không, hết lên một nước được có bóp ra. Bây giờ anh bóp ra đi, bóp ra đi. Rồi. Cái thằng ST này ví dụ như anh bóp hết ga này, anh đóng đè nó xuống tận cùng đúng không? Như này này. Đây, đè xuống đúng không? Anh hất lên nhẹ một nấc này. Là nó sẽ có cái chế độ tự động bóp ga, có ga đang bóp ấy. Thấy không? Đang bóp này thấy không? Đây, khi nào bật lên nó bung hết thấy không? Đó, nên là mình không ấy, anh còn đánh hất lên luôn là nó quá cái điều đó là không được. Cái thằng này cũng vậy luôn. Đó, anh giật đi. D8, con nó mạnh lắm đó, giật mạnh lên. Bỏ ga. Tăng 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 rồi. D8 rồi sang hàng cắt cỏ ha. D9. Ông cẩn thận nó quấn quấn đấy kìa. Con này trợ lực kéo thả nó đổ à. Rồi, tắt máy giùm em rồi, kéo thả phát rồi. Bị răng cái bộ e này. Đó. Cái này thì dành cho những cái chú lớn tuổi thì cực kỳ xịn sò luôn. Rồi anh ráp cái bộ em vào đi. Gài cái chốt thôi. Đây chỉ cần kéo này này. Thả ra, cái là nổ. Kéo thả ra đây, kéo này. Buông là cái nó nổ à. Đó, nên dành cho những cái chú lớn tuổi. Bực là nó nổ. Chưa đủ chớn này, chưa đủ chớn. Đây. À, chưa đủ chớn này. À, để chớn thì nó mới nổ rồi. Tức là giật ở đây em đang bị giật trái tay. Chứ giật thật tay vô nó rất nhẹ nhàng. Rồi. D9 rồi D10. Con này vĩ quá. Cũng sợ lực luôn. Từ từ thôi, tại nó đang thiếu xăng, anh bơm xăng đóng e lên. Đang còn thiếu xăng. Ga, ga từ từ thôi. Sau nhẹ do thiếu xăng nó lên này. Để thiếu xăng nó này. Rồi. Cái này là phải chỉnh cái kim giữa ra nửa vòng nữa thì nó mới chuẩn được. Để thiếu xăng quá. Rồi. D10 rồi, D11. Rồi, tắt đi, chật lại nhẹ cái này. Rồi, kéo nhẹ thôi. Đó, trợ lực. Rồi, ok. Rồi, sang cây cuối cùng, D12. Con này bãi nội địa của Trung Quốc này. Nhưng mà con này mạnh lắm. Nghe tiếng máy thì nhẹ thì đủ ớm luôn. Kinh khủng. Ga nữa đây. Dã man rồi. Ok ok. Rồi anh giật lại phát nước rồi. Rồi tắt giùm em ơi. Rồi anh giật lại cho nổ. Giật một tiếng một sao nó nổ nè. Rồi tốt. Tốt luôn. Rồi cái này nữa. Đó. Đấy, rất là dễ nổ ha. Rồi anh giật đi. Rồi ok luôn.
ấn xuống, rồi giật tiếp. Cả tay bộ con này mới lớn đấy. Rồi ok luôn. Rồi cái này nữa. Ok luôn, thắt lên, thắt lên. Rồi, con này giật thả tay bộ. Rồi ok. Rồi, còn mấy kia thì khỏi nổ, tại vì vừa mới nổ rồi, ok chưa? Rồi, bây giờ sẽ là đến lúc mà review chi tiết và báo giá công khai cho anh em ha. Rồi, vẫn như thường lệ, em sẽ lấy cái cân này này. Đây. Con này là con mini trong gia đình cắt cành nha anh em. Đấy. Con này thì anh em cưa trong gia đình rong cành cắt một tay. Sử dụng leo trèo cắt trong gia đình ha. Đây. Cái chỗ đục bấm bấm xích ấy, có cái thước ấy, cầm dùm em cái thước. Đây, một con máy Tanaka BMS 290. Con này 4.6 là có tí xăng và có tí nhớt cho anh em rồi. Đó. Khoảng cách cắt được cái lam này tầm 32 cm, để em đo thử xem có phải 35 chứ, quên, xin lỗi anh em, khoảng 35. Đây. Đây anh em thấy không? Đây là. Ồ, nếu đo chuẩn, nếu mà theo của nó thì nếu mà đút sâu thì cái gì đây. Nó tầm 35 thật. Được chưa? Đây này. Đấy. Đây em đo cái này. Khó quá. Đây, vậy đi. Được không? Đấy, 35 này. Nếu đút sâu chỗ này thì đúng 35, nhưng mà thôi để khoảng cái này thì tầm 33 gì đó. 34. Đó, thì cái lam này nó là người ta gọi nó là lam 4 tấc. Nhiều bác cứ tính cái khoảng cách cắt được. Đó. Thợ thầy tụi em tính là tính theo cái kiểu tổng thể cái lam là lam dài bao nhiêu, tất cả anh em trong buôn bán hàng cũng vậy, đều là tính theo cái tổng độ dài của cái lam là lam bao nhiêu cm thì nó quy là mắt xích. Còn cái khoảng cách cắt được là người ta không có đo. Đó. Ở bên nước ngoài người ta cũng tính vậy thôi, ví dụ 18 in cây lam là bao nhiêu cm tổng độ dài nó thôi. Rồi. Con này lam khá dài, anh em có thể đổi sang lam ngắn hơn một tí, 30 cm để cắt cho nó khỏe ha. Rồi, 4.6 con máy này, con số 1. Tanaka BMS 290, hãng bãi nội địa của Nhật, 29cc, xi lanh 37 ly. Hai ốc chân lam xịn sò. Nhớt nhau mọi thứ kiểm tra rất là ok, ra đầy đủ không có thiếu thấm gì của anh em ha. Ngon lành cảnh đạt. Về chỉ việc mua nhớt tốt chất lượng vào là sử dụng thôi. Rồi, con này tính cho nhau với giá là 1.7.000 con máy này ha. Cây số 1 gồm đó là D1, giá 1.7.000. Rồi mình sang cây số 2 là cây Ryubi, mình xem cân nặng nó bao nhiêu nè. Đây, con này chưa đến 4kg ha. Và cây lam này khoảng tắc chắc tầm khoảng 3 tấc thôi, cắt được khoảng 3 tấc gì đó. Con này, đây là nhiều này, 3 tấc này, nhiều thấy không, 30, số 30 này. Đây chắc là nhìn thấy gì đấy hơn. Đó 30 thấy không, khoảng cách được 3 tấc. Thì cái lam này tầm khoảng 35cm gì đấy. Đó. Thì dòng tay cụ thì em cắt những cái này sẽ khá là ngon rồi. Cắt ok rồi, đó. Đẹp ha. Gần 4kg rồi mấy này, hãng Ryubi. Con này cũng 29cc luôn. Đó, 29cc luôn. Đó, nhưng con này được sử dụng xích mini, xích lớn hơn con xích này ha, xích này gọi xích chuột. Đấy, 29A. Rồi, D2 giá 1.7.000 luôn. Rồi, sang con D3 này. Đó. D3 là một con Estin này. Con này khoảng cách cắt được cây lam này tầm chừng 3 tấc thôi, không có nhiều đâu. Ồ, khoảng cách bắt được 33cm. Đó, tầm tầm đó. Estin nó hơi lỡ đi ha. Rồi con này tới 5.5kg luôn, nặng tới 5.5kg, máy bé bé mà nặng ghê ấy. Cả xăng cả nhớt mà 5.5kg luôn. Đây, to khỏe. Con này thì khỏe lắm, xi lanh tới 38 ly khỏe lắm. Con này tầm 33cc rồi đó. Cắt khỏe lắm. Gia đình thì dùng con này thì ok. Có điều là cái đời này đời lòng nằm, đời đầu của Estin. Rồi. Rồi, con này giá là 1.7.000 anh em. Đó, 1.7.000. Ba con này đồng giá 1.7.000 hết. Bốn con luôn, con này cũng 1.7.000 luôn này. Đó, 1.7.000 hết. Rồi. Sang cái Hitachi ha, quay review cho anh em. Ờ, con này xi lanh cũng 37 ly luôn. 37 ly nhưng mà con này là số 35, con này lớn này.
À con này thì nó 33 phẩy mấy cc thôi. Đó, khá mạnh, cũng khá mạnh đấy. Đây, xích này thì khoảng cách cắt được của nó là 3 tức rưỡi đó. Làm này 3 tức rưỡi. Đây cho anh em coi. Coi của này kìa. Đo nó chuẩn rồi. Đó. Đây. Cắt được 3 tức rưỡi rồi, thấy không? Đó, nặng là gần 4,5 kg. Hitachi Zeus 35ED. Cưa gia đình nhá, mấy dòng này cưa gia đình nhá. Đấy, hai ông chân làm luôn cho anh em. Này nó có chắn cỏ cho không thắng được. Rồi, giá 1,7 triệu cho anh em luôn. Đó, bốn con này đều giá 1,7 triệu. D1, D2, D3, D4 giá 1,7 triệu hết. Rồi, sang con Makita này đời cao hơn này. Đời này thì nó có trợ lực bơm xăng phụ. E gió tự động luôn. Đây. Con này khoảng cách cắt được 3 tức rưỡi luôn. Làm này các con cưa được 3 tức rưỡi luôn ạ. Rồi máy thì là hàng rồng này. Xịn sò chứ mới lắm. Đẹp. Con này thì xuất sắc đấy. Cân nặng là 5,3 kg. Đó, 5,3 kg trong con máy như thế này. Là có xăng có nhớt đấy anh em nhá. Trọng lượng khô thì chắc chắn nó nhẹ hơn đấy. Đây. Bơm xăng phụ này. Makita. Con này đặc biệt. Con này thì nó sử dụng tăng xích với lại mở ốc chân lam bằng tay hết. Đấy, anh có thể vặn nó chỉ cần ấn nút vậy thôi. Nó siết cứng này. Ấn nút này là mở ngược. Còn nếu anh điểm để xoay tự do như thế nó chỉ xoay thôi. Nhưng anh chỉ ấn vô là và anh vặt là nó mở được. Đây. Và sau này nếu mà có bể hư mất cái này thì anh có thể tháo này bỏ ra và siết ốc tán bình thường. Và đây là tăng xích, anh em nới lỏng đây thì tăng xích được ha. Rồi mọi thứ đầy đủ hết, có thắng xích đầy đủ luôn. Con này khá là cao. Rồi, con này thì em hay bán với giá là 2,8 triệu. Nhưng mà giảm giá cho anh em, chỉ tính anh em giá 2,7 triệu con máy này thôi. Makita D5 2,7 triệu. Rồi, sao một con này đi khai thác được này. Con này tới 49cc ạ. Đó, Zone Set, hàng Thụy Điển. Đó, hàng Thụy Điển nhá. Con này 49cc, nó cần nặng lên xem nào. Nặng 6,1 kg. Khoảng cách cắt được cái lam này chắc cái tầm khoảng 4 tấc quá. Cưa được trong 4 tấc ạ. Con này lam nhông nhá. Ở đây là con nào lam Latin thì báo Latin. Rồi đúng 4 tấc luôn anh em. Lam nhông xích chung 4 tấc. Cưa này là của Thụy Điển, Zone Set của Thụy Điển ha. Đấy. Nó đẹp ha. Nó khỏe. Con này 49cc cắt thì giá ma lắm. Đó, dành cho anh em muốn ngon bổ rẻ thì dùng những con này. Rồi. Và con này là D6. D6 này tính cho em anh em là giá 3,2 triệu nhá. D6. Rồi sang con D7 ha. D7 là một con Estin này. Đó, con này về khoảng cách cắt được lam chắc tầm 3 tức rưỡi gì đó. Con 5 kg luôn. 3 tức 3. Đó. 5 kg, đúng 5 kg thôi. Đây 180 xi lanh thì nó là 38 ly và mã lực của nó tầm khoảng 34cc gì đó, 33-34 gì đó. Một Estin 180. Con này thì được tăng xích tự động trên cái lam luôn này. Đó. Đó, tăng xích tự động này, mở bằng tay luôn, giống như Makita khá cao ha. Thêm van giảm áp giật cho nó nhẹ nha các máy, như trợ lực luôn. Đấy. Cái con Estin hàng này của Đức ha. Cưa thì khá là ngon ha. Rồi, giá của nó là D7 thì giá là 2,7 triệu luôn nha anh em nhé. Rồi sang con này VIP nữa này, con Estin 250 đời 2018. Con này thì lâu lâu mới có nhé, bên em mới có này, đời 2018 Estin MS 250. Thằng này chất á. Estin này một thương hiệu nổi tiếng của Đức rồi, quá ngon luôn. Này bồ đất luôn, chưa vệ sinh luôn. Estin quá chất, quá xịn sò. Ui, nguyên đất Nhật luôn. Đẹp. Xích mới. Mới luôn. Đây, cây này khoảng cách cắt được không xem này. 40cm, này, nó ghi số 40cm là đúng luôn đấy. Đây. Cái đò đang gần 40 thật. Lam của Đức luôn, dẹp money luôn ha. Nó xịn sò nó đó. Lam rim đó là lam nhông bánh xe anh em nhé. Anh em có thể đổi sang lam Latin thì bù thêm tiền. Đó. Đẹp. Ok. Con này thì cân nặng của nó là 5 kg 5 kg 7.
Đó, có xăng có nhớt ha. Giá con này là 4 triệu nha anh em. Đó, Datin 250, 4 triệu. Con này là xi lanh 42,5 này, 45cc, 45 phải mấy cc rồi đó. Con này chung nó mạnh nhá, con này đi khai thác nhá. Khai thác nó không thua kém, thì con Husqvarna của thằng Thụy Điển là 353 đâu. Đó, đằng 9 đằng 10 đó. Mà con này thì giá rẻ hơn con Husqvarna rất là nhiều. Ok. Rồi. Tiếp theo hàng D8. Đó, giá 4 triệu và thằng mình sang D9 ha. D9 là một con cắt cỏ Maru Yangma. Anh dọn luôn cho em được ạ. Rồi. D9 là một con cắt cỏ Maru Yangma này. Đó, con này là trợ lực đời mới dành cho những các bác cưa cắt cỏ thì trong gia đình tuyệt vời, mà đặc biệt những cái chú lớn tuổi thì khỏi phải suy nghĩ luôn. 26cc xi lanh 34, trợ lực nhẹ nhàng nhỏ gọn, giá hôm nay cũng rất là hời cho anh em. Đó. Con máy này thì bề ngoài thì cũng không được đẹp lắm, nhưng mà máy móc thì tốt nguyên zin, giá để cho anh em chỉ chịu 1,7 triệu thôi ha, chuyển khoản 500.000 bao ship tận giường. Ok, 1,7 triệu cho một con D9. Rồi sang con D10. D10 này thì con dòng này hệ Kyrit đời mới. Kyrit đời mới Echo 2625. Đó, đó, bị cho con xịn xò như cái này vừa rồi em nói ấy, là lính của em căn hơi bị thiếu xăng. Đấy, đây là khi đề 3 nó hơi bị thiếu hụt. Mình phải chỉnh cái kim giữa lại một tí ha. Đấy. Và giá bán của sản phẩm này ấy. Đây, Kyrit trợ lực đời mới, mọi thứ đời trợ lực kia là trợ lực hộp chụp giật to, còn trợ lực chụp giật nhỏ ha. Thì con này thì muốn anh em lấy thì để cho anh em với giá, con giá này là 2 triệu đồng anh em nhé, đúng giá chuẩn là 2,2 triệu đó, nhưng mà giảm giá 200.000 thì anh em chỉ thấy nhanh mà 2 triệu thôi. Đó, một con máy anh em có đi mua đời mới như này ấy, mà đẹp như thế này á, rất là xài rất là ngon luôn, mà anh em cứ dò giá về dòng này. Đó, em bán rất là sát giá cho anh em luôn đó. Mình suy nghĩ đâu, một cái máy đẹp thì em kiếm thêm vài trăm ngàn nhưng mà kiếm được máy đẹp rồi. Rất là khó cái này, rất là xuất sắc luôn. Đó, cắt cỏ thì bao phê luôn. Xuống, tay ga bóp xịn xò đây anh em này. Theo. Ok. Rồi, D10 2 triệu. Sang con D11. Đấy, D11 là một con máy FRC cũng dòng Echo. À đây 260. Thì con đó là đời mới và con này đời đầu. Đó, con này trợ lực này. Đó, anh em theo. Bị chế ngang luôn. Đó. Thì cái con đó là con đời sau này này, đời mới nhất. Và cái mẫu này nó vẫn thông dụng nhá. Có tai có tiếng hồi xưa giờ xài rất là ngon. Đó, cực kỳ chuẩn xịn sò luôn. Đấy thì anh em thích đời mới cũng được mà lấy đời lâu này cũng được. Đó. Con này thì giá mềm hơn. Đó, con này giá mềm hơn. Con này thì tính anh em chỉ giá 1,7 triệu thôi. 1,7 triệu cũng Echo 210 trợ lực xịn sò luôn. Nhưng mà đối với con máy này thì em hình thức bề ngoài nó cũng không được xuất sắc cho lắm, để cho anh em giá 1,7 triệu thôi. Đó, thì bên em là cứ nhập cao thì bán cao, mà nhập rẻ thì bán rẻ. Máy xấu bán ra xấu, mà máy đẹp bán ra xấu, máy đẹp bán ra đẹp, máy xấu bán ra xấu ha. Ok, 1,7 triệu cho con D11. Rồi sang cuối cùng là một con D12. Thì con này thật sự anh em nó là máy bán nội địa của Trung Quốc. Và nó xuất sang Nhật thì chất lượng thì nói chung là nó vào nó cạnh tranh với hàng của Nhật, thì nói chung đã cạnh tranh thì anh phải rẻ hơn thì người ta mới ủng hộ, và chất lượng thì cũng phải có, nếu anh làm chất lượng dở thì nó sẽ mất hút khỏi thị trường thì Nhật. Thì những cái dòng này thì nó xài thì cũng ổn trong tầm giá, thật sự trong tầm giá anh hiểu không. Ví dụ bây giờ một cái máy Nhật anh bỏ ra 6-7 triệu anh mua cái máy, nhưng máy Trung Quốc nó rẻ hơn rất là nhiều, người ta vẫn ưu tiên sự lựa chọn. Tại vì dân mình mà khi mà có nhiều sự lựa chọn thì có nhiều sự trải nghiệm nữa. Đấy, thì là mình cũng muốn thử, và người Nhật thì nó cũng vậy thôi. Đấy. Rồi, và con máy này thì xi lanh nó tới 40mm. Đó, cũng như con kia thì 26cc là xi lanh 34. Còn con này xi lanh tới 40 cơ, nó lên tới 41cc. Hàng này thì nó copy cái mẫu Robin 411 của Nhật. Đó, Robin mổ 411 của Nhật. Đấy, và con này thì nó được cái chế đặc trưng của nó, cái chế gen oa. Đó, cái chế theo kiểu gen oa trong phải Robin thông thường ha. Đấy, cũng rất là xịn sò. Thì tiếng nổ thì những biết nó nổ rất mạnh này, phê và xi lanh 40 dành cho những em nào mà thổi lá. Và đối với những sản phẩm như này thì dành cho những anh em cắt cỏ ít. Cắt cỏ ít, muốn máy mạnh thì anh em có thể lấy con máy này thì rất là hợp lý. Tại vì giá rẻ. Đấy, và con này thì chỉ tính cho anh em với giá là 1,4 triệu thôi. 1,4 triệu có một cái cỏ to khủng bố như này, nguyên con lê thì cần để mua về sử dụng, bao xịn sò luôn.
Rồi, anh em có nhu cầu sở hữu bất kỳ một con máy nào thì cứ liên hệ trực tiếp. Hiện tại thì anh em đã dọn hết máy vào đó rồi. Đấy. Thì đây là cửa hàng nông cơ Duy Hải, địa chỉ là ấp 3 xã 35 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, bên em có rất là nhiều máy cưa, máy cắt cỏ, phụ tùng thay thế đầy đủ các loại. Đó, thì bây giờ là máy đã cắt rồi để cho anh về, tại vì giờ cũng trễ ha. Nên là em sẽ đi một vòng giới thiệu cho anh em về cửa hàng luôn ha. Đây, bờ đây là góc trưng bày bình điện, đầu xịt thuốc này. Đó. Và kia là dây xịt thuốc và phụ tùng kim khí điện máy, gồm có máy mài xích này, máy mài rồi tô tan, nói chung hàng nó toàn hàng chất lượng, bảo hành 12 tháng đấy, nói chung không suy nghĩ đâu. Máy cắt, máy mài được lum hết, nhiều lắm. Và dãy đây thì những cái máy cắt cỏ xịt chính hãng Maru Yamaha xuất xứ từ Nhật hay là Kawasaki, đây rất là nhiều. Rồi rất là nhiều ha, có rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng gọi là Eptin, Husqvarna hay là Kawasaki. Rồi ngoài ra những cái hàng Honda xịn chính hãng cũng như Honda nhái cũng có luôn. Rồi hàng các cỏ của công ty Trung Quốc ha. Đây rất là nhiều, nón mũ bảo hiểm đó. Rất chỉ là nhiều cho anh em. Đây. Thấy không? Đây hàng quá rất là nhiều. Còn bên này là máy cưa chưa dọn nổ vệ sinh hết. Đó. Chưa có thể thấy làm đến đâu thì dọn đến đấy ha. Đây, những cái máy này nó đã dọn nổ con lành. Có những con lên lip và những con chưa ha. Và những anh ủng hộ vào đây nhớt này, rất là nhiều. Rất là nhiều ha. Đây. Được ha. Đây máy móc này. Đa phần là cưa và cắt cỏ bên em cũng còn rất là nhiều ha. Đây, Echokirit vừa mới quay thì phải. Rất là nhiều. Còn rất là nhiều máy, nhưng mà bên em sẽ quay từ từ để cho anh em trải nghiệm ha. Đấy, đây. Đó. Còn ở góc kia thì phụ tùng ha. Đấy. Quay cho anh em rất là nhiều ha, rất là nhiều máy móc. Bên kia thì là những cái máy mà chưa dọn nổ vệ sinh ha. Rất là nhiều. Đây là một phụ tùng ha, tùng rất là nhiều. Nói chung là quản lý một cái đống này là đau đầu lắm anh em, đa hệ lắm. Ở phía đây là toàn là phụ tùng về đầu xịt linh tinh, bên này phụ tùng cắt cỏ khá là nhiều luôn. Đó, đây chưa hết đâu nhé, đằng sau kia còn một kho nữa cơ. Đó, đi lối này sẽ còn một kho máy móc đấy. Đấy, đây phụ tùng máy cưa ha, cực kỳ nhiều luôn, không còn chỗ để. Hôm nay tính lên cho anh em một cái khoản đất nhặt, nhưng mà chưa thời gian, thôi để hẹn em ngày mai mốt ha. Đây máy mới Trung Quốc rồi, đầu nổ ha, đầu nổ này. Đấy, cái này chưa trưng bày ra đây, mẫu thùng đây rất là xịn sò luôn. Kawasaki thì trên kia ha, rất là chi là nhiều. Ok, rất là nhiều lắm, thật sự anh em rất là nhiều lắm. Đây là làm rồi, làm dài làm ngắn có hết, ABC các kiểu. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu mua từ con D1 cho đến D12 thì cứ liên hệ trực tiếp đặt cọc của bên em, hoặc là chuyển khoản thì bên em ship hàng cho anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video rất nhiều. Bên em còn rất là nhiều máy, anh em cần cái gì thì cứ liên hệ trực tiếp rồi hỏi cho bên em rồi. Báo giá ha. Bên này đây, máy hái chè này, rồi cắt tỉa hàng rào này, bao lô này, máy thổi lá này, đó, này làm bãi này, các kiểu luôn, nhiều lắm. Eptin 036 này, bung ra rửa mà chưa thời gian ra lại okay. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em. Ok, khá là trễ rồi.